chào anh em ha. Đây mình yêu đang đi trên con đường Đại Lộ Hòa Bình của thành phố Cần Thơ nè, quá kìa. Hôm trước thì đẩy con heo, năm nay đi đi gửi xe vô đó đi. Đó con chuột kìa, đó chuột, đây là con chuột. Hồi đông đi thành phố đi bộ đi, phố đi bộ á, đi bộ rất là ghê luôn. Để mình gửi xe. Ở đây nha. Cần Thơ năm 2020. Anh em nó bụng quá rồi, đi ăn phải tới đằng này quay một đường mãi mãi vô cái xe nói là đây là sắp 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 siêu tây á, thì từ từ nó nhanh vậy. Cái này nè, nè quẹo đây nè, ờ quẹo vô, quẹo vô. Mời đi vô đây chơi đi. Thử thử ở đây có mấy thử thử chơi bá luôn. Nhìn bất tham. Ai đó kêu đó. Ai kêu đó gây xe đi. Gây xe. Cho anh em đi gây xe thôi. Thử đi lên nha. Đây là bến Ninh Kiều đó này này. Có cái tượng đài mặt hồ mình đi nè. Xe đây nè, đây là bến Ninh Kiều, đây bên đó dưới sông này thích hợp cho những cặp tình nhân mà hẹn hò đó. Được ha, giờ này trăng thanh gió mát, gió thổi như yêu ha. Ai mà buồn tình quá thì ở đây, ở đây ngắm người ta thấy mình buồn hơn. Bên kia có cái phà, cái phà như là ca cổ, cái lưu gì với nhóc như vậy hả, đây bán đồ lắm mà còn là vàng không vậy. Mua đồ không ta? Mua chân lũng, mua một cái áo đầm nữa. Rồi. Hả? Đây là một cái chơi gì? Rồi, một cái Tết. Để mình chạy vòng qua đi, vòng qua đi, vòng bên kia. Rồi, rồi. Rồi đồ nó cũng có rồi, đồ cũng có rồi. Đồ quá trời đồ.
xuống đây tha hồ mà lừa. Lừa nhóc rồi. Gửi xe, gửi xe. Gửi xe đi bộ vô. Anh em đi gửi xe xong rồi chạy vô đó đi bộ vô tham quan vòng vòng anh em à. Ok. Vô đây gửi xe đi. Cái cảnh ở đây là kêu bằng vườn hoa. Ngày 120 chuột bình kỳ. Ngon quá, vừa quá. Chợ đêm Ninh Kiều. Chúc mừng chợ đêm Ninh Kiều. Bây giờ đi vô đây khám phá rồi sao? Đi bên phải trước đi. Đi bên phải trước. Đập không mày? Chụp hình không? Để chụp hình đẹp nè. Chụp đây mình đi dạo đây một vòng. Cái này là cái bằng đường hoa. À nhóc hồng nè. Bán hoa không? Để người ta trưng bày hoa không ạ? Nhiều người vô đây chụp hình lắm. Đông luôn. Có màu bạch đồ hay à. Chụp hình hay. Đường hoa. Nóng lá nhóc hết rồi. Đẹp, quá đẹp. Lăng không phải nó quá đẹp. Đây. Không gơ nhiều quá. Nón này, những bài nón nhiều quá hả? Đi ra ra vô đi. Không ăn. Hoa không. Một đường hoa. Thank you.
đẹp nữa. Một dòng là bên phải này nó có hai đường, đường lộ vậy. Đi một vòng bên phải xong rồi đi ngược qua bên trái lại cũng lâu à.
ở đây bán bánh đồ ăn nữa, voi xôi mực xôi gà nước uống. Còn giặt có me, cốc, cà na, xí mùi, bánh mì nướng. Có con tôm này nữa ta. Mình đi vòng vòng cái đường hoa này, giờ ra đây là đi hết hai đường đó, anh phải đi hết luôn rồi đó. Chắc giờ em mình đi về thôi, quay vô đây.